Chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong clip ngày hôm nay. Và ngày hôm nay mình làm clip này để mình nói đến một vấn đề hiện tại rất nhiều anh em thắc mắc và anh em muốn hỏi mình, tại vì anh em có chat với mình rất là nhiều. Thì đó là cái vấn đề về pin của iPhone cũ anh em nhé. Thì anh em cũng biết hiện tại iPhone 7 Plus đổ lại pin nhiều cái nó rất là yếu rồi, bởi vì nó ra khoảng 3-4 năm đấy, bây giờ là iPhone 11 ra rồi đúng không anh em? Và nhiều anh em có mua máy ngay từ đầu, ngay từ lúc mới và đã sử dụng vài năm rồi, hoặc là những anh em hiện tại đang dùng một chiếc máy cũ, rất là muốn biết chiếc iPhone của mình có phải thay pin hay không và thay pin nó sẽ là như thế nào. Thì hiện tại trên tay của mình là chiếc iPhone 6 Plus anh em nhé, và chiếc này hiện tại đã phải thay pin rồi. Thì khách hàng của mình cầm đến để yêu cầu mình thay pin cho, và ngày nay mình làm hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là mình muốn nói cho anh em biết, nhận biết chiếc iPhone của anh em đã phải thay pin hay chưa, và thứ hai là mình sẽ hướng dẫn anh em cách thay pin của chiếc 6s Plus này luôn. Chỉ là chiếc 6s Plus này thôi nha, những chiếc điện thoại khác thì sẽ phải có cách khác và mình sẽ làm clip sau. Đó là vấn đề thứ nhất. Thì anh em có thể nhìn và nhận biết được chiếc iPhone của anh em có phải thay pin hay không ấy, thì cũng rất đơn giản thôi. Cái này đấy là mình dựa trên kinh nghiệm của bản thân mình làm điện thoại nhé, chứ không có một đơn vị nào lớn hay là ngay cả Apple, người ta không có một cái văn bản nào chính thức để anh em nhận biết được pin của anh em đã phải thay hay không. Đó là dựa vào kinh nghiệm của mình để mình nói thôi. Bản thân anh em dùng thì thấy yếu, nhưng mà khi nhiều khi yếu cũng chưa phải thay đâu. Nên là anh em chú ý xem này, thì mình nói theo cái kinh nghiệm của mình để anh em nhận biết nha. Thứ nhất là anh em nhìn vào cái điện thoại của anh em, nhìn cái điện thoại luôn, thì anh em mua ngay từ đầu tất cả các thứ nó đều khít và đều rất là có nguyên bản đúng không? Mặc dù nó có xước hay nó xấu hơn nữa, nhưng vấn đề về thay pin nó sẽ như là anh em nhìn thấy pin phải thay là khi nó bị phồng. Là thứ nhất là nó bị phồng và nó bị kênh màn hình lên thì chắc chắn anh em phải thay rồi, mặc dù pin nó dùng còn rất tốt. Phải thay bởi vì sao? Bởi vì có thể nó sẽ dẫn đến tình trạng bị hỏng màn hình hoặc là thậm chí hỏng máy đấy. Thì em cứ thấy phồng em thay thôi. Và việc thứ hai là em cảm thấy nó yếu nhưng em không biết vì sao lúc nào nên thay ấy, thì em cũng đơn giản thôi. Từ iOS 12 trở lên, và cái này chỉ có Apple mới có thôi và xem rất là chính xác nha. Từ iOS 12 trở lên thì ngay trên điện thoại anh em có thể xem rồi, anh em nhìn vào màn hình, mình nhìn vào màn hình của mình nhá, và anh em có thể vào phần cài đặt này, anh em vào ngay cái phần là pin ở trên iOS 12 nhá, và anh em có thể nhìn thấy ngay vào phần tình trạng pin rồi. Nếu nó ghi ở bảo trì thì chắc chắn anh em phải thay nhá. Còn nếu có đối nó ghi phần trăm ấy, thời gian sạc tối đa, thì em có thể vào phần tình trạng pin nó có phần là dung lượng tối đa, thì anh em có thể nhìn thấy nếu đối với máy to thì mình khuyên anh em là dưới 80% mới phải thay. Nếu em cẩn thận dưới 85 được, dưới 85% thay được. Nếu đối với máy bé thì cứ dưới 85 anh em thay luôn, còn trên 85 thì chưa được thay đâu, thay hơi phí. Đó là phần xem ở trên điện thoại. Còn để chắc chắn nhất thì anh em cắm vào máy tính, nó có cái phần mềm bao tu đấy, thì anh em có thể vào phần mềm bao tu, anh em có thể nhìn thấy đơn giản như này thôi nhé. Anh em có thể nhìn thấy phần tình trạng pin như mình vừa nói này, đó là dưới 85 đối với máy nhỏ thay và dưới 80 đối với to thay nhá. Còn nếu nó vẫn trên 85 và nhưng mà anh em nhìn cái vòng sạc của nó mà lên đến khoảng trên 500 ấy, thì anh em nên thay. Trên dưới 800 và trên 600 thì thích thì thay, không thay cũng không sao. Và nếu trong trường hợp anh em dùng mà vẫn thấy yếu nhưng mà pin của anh em đo thì nó trên 90% và vòng sạc nó dưới 600 ấy, thì anh em cũng chưa phải nên thay. Anh em làm đơn giản như này thôi cho mình nhé. Anh em dùng cái công thức mà truyền thống về pin, đó là xả pin để làm, thì cái làm như thế nào, anh em dùng sạch sẽ pin đi, có nghĩa là dùng cho nó sập nguồn đấy, không sạc nữa, và để không khoảng 2 tiếng đồng hồ cho nó xả hoàn toàn đi, sau đó anh em sạc qua đêm. Sau qua đêm anh em làm như thế khoảng 2 lần thì cái pin của anh em sẽ cải thiện một chút. Anh cũng cải thiện cũng nhiều khi đáng kể đấy, nếu anh em cảm thấy ok rồi thì không cần phải thay, nhưng mà nếu anh em cảm thấy dùng vẫn yếu thì anh em nên thay. Bởi vì nhiều trường hợp anh em đi mua máy cũ và cái này thay của pin không chất lượng ấy, thì đo pin vẫn nhiều và sạc vẫn ít mà không bị chai nhiều, nhưng nó vẫn pin nó kém, thì như thế anh em cũng nên thay nhé. Và cái nhận biết nó khó hơn một chút, đó là anh em cảm thấy máy của mình nóng hay không. Bởi vì những cục pin hay ở ngoài ấy, thì đa phần nó nóng thì nó hao pin ấy, thì nhiều khi lại về nguồn ấy, nó không phải do nguồn anh em, thì em không nên thay pin. Và cái vấn đề thứ hai đó là mình sẽ hướng dẫn anh em thay pin cho máy nhá, anh em cùng xem mình hướng dẫn rất đơn giản. Bây giờ vấn đề thay pin thì cũng đơn giản thôi nhá anh em. Chúng ta còn chuẩn bị những cái này cho mình. Tất nhiên là chiếc máy mà pin đang yếu nhá. Đây mình lại xem lại chiếc máy này nào. Đây là một chiếc 6S Plus và hiện tại pin của mình đang bị báo bảo trì. Đây mình có kiểm tra vào máy tính ấy, thì pin nó báo khoảng 83% và sạc khoảng 600 lần rồi. Thì thôi 83% mình cũng thay, và báo bảo trì này thì chắc chắn là mình phải thay rồi. Đó, anh em có thể nhìn thấy nó đã bị sập nguồn không? Nó như vậy nó rất ảnh hưởng đến máy luôn, anh em nên thay sớm nhá. Và tất nhiên là một cục pin, thì ở đây là khách yêu cầu mình thay cục pin EU thôi. Cục pin này thì giá rất là rẻ, cục pin này bên mình thay giá chỉ khoảng 250-300 thôi. Còn ngoài ra anh em có thể lựa chọn một loại pin tốt hơn, đó là pin PCN. Pin này là của chính hãng PCN thì nó đắt hơn khoảng 100.000.
đấy thì nó sẽ như này này. Đó, anh em thấy không? Nhưng mà bây giờ khách thay bên này thì mình sẽ thay bên này. Và tất nhiên rồi, anh em còn chuẩn bị cho mình cái keo này. Thì rất là nhiều người dùng cái keo keo silicone, nhưng mà mình khuyên anh em nên dùng cái keo này để cho lần sau chúng ta tháo nó dễ nhá. Hộp pin PCN thì nó có tặng theo sẵn rồi thì phải. Đây. Pin PCN thì nó có tặng theo sẵn rồi. Đấy, thì mình có một cái keo này và cục pin. Và tất nhiên là đồ nghề của chúng ta thì cần những cái bộ đồ nghề như này nhá. Đầu tiên thì là một chiếc tô vít để chúng ta mở lắp ốc đít. Thì nó là có cái tô vít 6 cạnh. Thì cái tên của tôi viết là kỹ thuật hình như là gọi hình sao. Đấy thì hình như là kỹ thuật gọi là tôi viết T9 hay là T, mình không nhớ lắm. Đấy hình sao là cái này chỉ là vặn ít thôi. Và mình cần một chiếc nữa là một chiếc tôi viết 4 cạnh đầu nhỏ như này để mình vặn ốc ở những chân pin và những chân ở trong main nhá. Và cũng không kém phần quan trọng đó là một chiếc banh để chúng ta có thể tháo được pin ra. Đó. Và để tháo máy ra nữa thì nhiều khi anh em cũng nên có móng tay một chút như mình đây. Mình cứ để móng tay nhỏ này một chút, hoặc là nếu không có thì anh em có thể chuẩn bị một con dao lam và một cái thiết bị nhựa để tháo ra được. Ở đây thì mình không có, mình chỉ cần móng tay này mình là được nhá. Đó, bây giờ chúng ta cùng thực hiện. Thì đầu tiên là tất nhiên rồi, chúng ta sẽ mở ốc đít ra. Đó. Tô vít của mình đây. Rồi, và mình mở ốc đít ra nào. Nó sẽ có hai cái phần ốc đít ở ngay bên cạnh chân sạc ấy. Đối với chiếc 6F Plus. Đó, anh em có thể mở ra nhá. Và bây giờ chúng ta sẽ dùng dao lam để chúng ta lách cái phần, thì bao giờ iPhone nó sẽ mở từ màn hình ra, anh em có thể nhìn những cái răng ở đây không? Đó, trước này thì chưa bị phồng, anh em nhìn thấy nhá, những cái răng này. Thì bao giờ anh em lưu ý này, 6F và lốt ấy, đây là mình nói 6F và lốt thôi, những chiếc máy khác thì mình sẽ hướng dẫn anh em sau. Đấy, thì bao giờ cái khe để mình nhấc màn hình ra ấy, nó sẽ nằm ở dưới, ngay bên trên cái phần chân cắm tai nghe này. Anh em có thể dùng móng tay anh em lách cũng được. Đó, nhưng mà tất nhiên là máy chưa được tháo ra rất là khít. Thì như thế thì anh em có thể dùng một cái dao lam. Đây mình có dao lam đấy nhá. Anh có thể dùng dao lam này, anh em có thể lách vào trong khe này. Lách trong khe này nhá, đấy, anh em thấy không? Khi anh em đút vào đây được này đấy, anh em nảy ra nhá. Đó, anh em là như thế. Bây giờ chúng ta sẽ keo, nếu anh em không móng tay anh em để cái nhựa vào khe này. Nhưng có móng tay thì mình thường cho vào luôn thôi. Đó, anh em có thể nhìn thấy này. Cái chỗ này nó làm khuyết đi. Mục đích của Apple làm để anh em tháo máy ra thôi khi cho sửa chữa thôi, anh em nhìn không? Chỗ này sẽ bị khuyết đi này. Đấy, thì chúng ta sẽ lách ở đây nha. Đó, chúng ta sẽ lách và chúng ta sẽ kéo từ dưới lên trên, từ khu chân sạc lên trên đến màn hình. Đây. Chúng ta chỉ kéo đây thôi, chứ không còn vòng ở đây đâu. Chúng ta sẽ kéo đây thôi nha. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ mở như này. Anh em lưu ý một cái điều rất là cẩn thận để tránh trường hợp anh em bị hỏng màn hình hay là hỏng các vân tay. Đó là khi, vì sao mình bảo anh em nhấc như này? Bởi vì là cái kết nối của nó nằm ở khu vực trên nhá. Thế anh em nhấc kéo móng tay lên khu vực chỗ này thôi. Và chỗ này thôi. Đó, thì anh em nhấc lên. Nhấc lên như này. Anh em có thể nhìn thấy không? Đấy, nhấc lên như thế này. Đó, anh em có thể nhìn thấy không? Nhấc lên như này nhá. Đấy, thì ở đây hiện tại chiếc máy này của mình đã sử dụng một cục pin PCN. Và nó đã bị chai mất rồi. Thì bây giờ mình sẽ thay thế cho khách của mình luôn. Đấy thì bây giờ anh em, khi anh em nhấc lên thế này ấy, thì bây giờ đến lúc là chúng ta sẽ sử dụng cái tô vít 4 cạnh này nhá. Có cái tem bảo hành nào thì anh em cứ bóc hết ra. Đó, và anh em vặn hết những cái ốc ở khu vực này ra nhá. Đây, cái ốc khu vực này. Đó. Vặn hết ra nào. Ok, thì bây giờ chúng ta đã vặn ra như này thôi. Đấy, chúng ta cần nhấc được cái lồng ra thì bây giờ chúng ta sẽ dùng một cái banh như này này. Cái đầu của banh nhá. Chúng ta cẩn thận, chúng ta lách vào khi đây, chúng ta nhấc ra này, thật là cẩn thận anh em nhé. Trong trường hợp anh em làm mạnh tay quá ấy, mà nó bị hỏng cái này ấy, thì chúng ta phải cầm đến phần cứng để sửa đấy. Nên chúng ta rất là nhẹ nhàng thôi. Nếu hỏng bên trên này chúng ta phải thay màn hình, hoặc thậm chí là thay cái nhỏ nhỏ thì cũng là một cái loa trong loa ngoài, loa trong chúng ta đã phải thay rồi. Đấy, anh em cẩn thận nhấc lên như này nhá. Đấy, cái chỗ này nhấc hết lên, mục đích là chúng ta tháo cái khu vực màn hình ra. Đó, tháo khu vực màn hình ra như này, chúng ta để sang một bên. Và bây giờ chúng ta sẽ tháo cục pin này ra bằng cách là chúng ta dùng cái đầu này và chúng ta để vào khu vực này. Anh em nhìn không? Chúng ta nhấc cái chỗ này ra, nhẹ nhàng nhấc pin ra một chút. Đó. Anh em nhìn nhá. Anh lưu ý một điều là rất nhiều cái tai nạn xảy ra khi mà chúng ta dùng cái đầu nhọn này chúng ta nảy. Thì cái đầu nhọn này rất là sắc, nó mà chọc vào bên trong cục pin ấy thì sẽ gây ra cháy nổ luôn. Rất nhiều trường hợp anh em phải lên trên mạng em xem, rất nhiều trường hợp nó gây cháy nổ luôn. Bởi vì là có những trường hợp sẽ dùng cái đầu này để chọc vào, có những trường hợp là dùng cái tô vít này để chọc vào.
có những trường hợp dùng con dao để chọc vào, những vật sắc để chọc vào rất là nguy hiểm nha. Thì mình lại nói lại anh em dùng cái đầu này của cái banh này, dùng cái đầu sau này, chúng ta để ở đây. Đấy, và bây giờ chúng ta sẽ rút cái keo ra. Chính vì sao mình khuyên anh em nên dùng cái này, bởi vì là khi dùng cái này ấy, thì khi chúng ta rút ra rất là dễ. Nếu trường hợp mà anh em lại dùng cái keo B7000 ấy mà thay dán cái cục pin này thì lần sau chúng ta sẽ làm rất là khó luôn. Đây, chúng ta sẽ nhấc xé này đấy nè, xé từng cái một như thế này và chúng ta sẽ kéo. Anh em lưu ý cho mình là kéo thật là nhẹ nhàng thôi, nếu mà chẳng may nó đứt là tí nhất là nó khó lắm nha. Kéo thật nhẹ nhàng thế này, cứ kéo thôi. Đấy, nó như đứt như này rất là khó này. Bây giờ mình sẽ nhắc lại này, mình nhắc lại cao lên nhá, và mình khéo mình nhắc lại cái này. Đây, và mình lại kéo. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tháo cái phần cái nấu pin này, cả nó giữ được cái nấu pin là cả bên ở đây, tháo ra nhá. Ok, anh em phải tháo như này. Thì vừa giờ vì chiếc máy này của mình bị sập nguồn ấy, thì mình cũng quên nhắc anh em trước khi thay pin là anh em phải tắt máy đi trước nhá, tắt nguồn đi trước để đảm bảo an toàn, nó sẽ không gây ra chập cháy. Thì em có tắt nguồn của máy của mình đi cho yên tâm. Bây giờ chiếc máy này của mình bị sập nguồn nên mình quên, mình không nói đến cho anh em, nhưng anh em có lưu ý là như vậy. Đó. Đấy, thì anh em có thể để cục pin cũ sang bên, vứt vào thùng rác hoặc như nào thì anh em rất là giữ cẩn thận nha. Tốt nhất là anh em nên bảo gói vào trong túi lông và vứt thùng rác để cho đảm bảo an toàn. Và bây giờ chúng ta sẽ thay cục pin mới vào. Nhân đây thì chúng ta có thể, nếu anh em mua máy cũ thì chúng ta có thể nhìn lại chiếc máy của chúng ta xem là có phải là máy chuẩn và đã bị sửa chữa hay chưa. Thì ở trên này đây là một chiếc máy mà khách hàng người ta nhờ mình thay, mình sửa, và anh em có thể nhìn thấy đâu, đây là một chiếc máy đã từng được thay pin rồi. Khi người ta dính bằng keo B7000 nó sẽ là như thế này này. Đấy, và đây là hoàn toàn một chiếc máy có cái vỏ là vỏ xịn anh em nhé. Anh em có thể nhìn đơn giản là trên này nó không có một cái dấu nào lạ, và đơn giản thôi, đằng sau này nó bị chóc sơn này. Đấy, đây là một chiếc vỏ xịn và bên hoàn toàn chưa bị sửa chữa luôn. Anh em có thể nhìn thấy những tất cả những cái lồng này đều còn nguyên bản này. Đấy, hoàn toàn là một chiếc máy mà chưa bị sửa chữa luôn. Dưới này đã bị bóc mất cái răng ở đây rồi, thì có thể là chiếc máy đây mình nhầm, đây là 6S Plus thì không phải răng dưới này mà răng ở trên này đấy. Anh em có thể nhìn thấy nguyên bản chưa bị tháo ra luôn này. Đây nó có một cái giống cái tem này đấy, khu vực này là có một cái tem anh em tháo ra, còn cái này chỗ này chưa bị tháo, và 90% nó chưa bị dựng lại thay mên anh em nhé. Đấy, thì bây giờ đi vào vấn đề chính là chúng ta sẽ lắp cục pin mới vào. Thì đây là cục pin mới anh em này, chúng ta đẩy ra này. Đấy, thì anh em có thể nhìn thấy không, cái mặt đằng trước là bao giờ có hình dấu chấm than, nó sẽ nằm đằng trước. Đối với pin PCM thì nó lại khác, PCM này có tên thương hiệu, đây sẽ nằm đằng trước này. Tên thương hiệu dưới này cũng có, thôi pin PCM thì mình không nói, bây giờ mình thay pin BMW. Thì em có thể nhìn thấy mặt đằng trước đây như này thôi, tất nhiên là anh em lập lên anh em có thể nhìn thấy đây này. Đấy, anh em gấp cái chân nó cẩn thận như này nhá, anh em gấp cái chân vào cẩn thận như này. Và bây giờ đến bước chúng ta sẽ dán keo. Trước khi dán này anh em cứ lắp vào trước đi, lắp vào trước nha, lắp vào trước để thử đã, để xem là cục pin này có tốt hay không, đỡ mất công mình dán keo, đỡ mất một cái keo. Đấy, lắp vào trước này, kê cái màn hình vào trước. Đây, chúng ta để lại cái màn hình vào. Ok, chúng ta để lại màn hình vào nhá, và chúng ta mở lên. Đó, thì khi nó nhận pin rồi thì anh em có thể nhìn thấy không, khi nó nhận pin rồi thì nó sẽ lên bình thường như thế này nhá. Đó, chúng ta có thử bật lên trước xong là để cho yên tâm, thì có thể xem là nó có ok không, cứ bật lên thử pin trước đi rồi hãng dán cái này vào cho đỡ phí cái này. Chứ khi mà anh em chưa thử pin mà anh em dán cái này vào rồi ấy, thì lúc pin nó bị lỗi khi thay thì chúng ta lại phải mất một cái này nữa, thì cái này không có rẻ đâu, cũng giá phải ít nhất là 10.000 đấy. Và nó vào kiểm tra pin luôn. Tất nhiên là bây giờ chúng ta vào kiểm tra các phần cài đặt pin ấy thì chưa chắc nó ra là thông số đâu. Đây, tình trạng pin này nó chưa ra thông số đâu, bởi vì cái pin này là pin mới, hoàn toàn là pin mới, chúng ta chưa kiểm tra thông số. Bằng cách đơn giản thôi, chúng ta cắm vào bên trong máy tính và chúng ta kiểm tra luôn tình trạng pin nó sẽ là như thế nào. Thì khi cắm máy tính thì bây giờ là pin mới thì nó sẽ báo luôn là pin 100% và không bị lần sạc nào, thì chứng tỏ đấy là pin mới. Còn cũng đơn giản thôi, mình có một cái kinh nghiệm khi chúng ta thay pin ấy, nếu mà trường hợp pin này nó gần hết ấy,
nó báo 1% và chúng ta thử cắm sạc một chút mà nó không lên được ấy, thì cục pin nó có vấn đề. Nếu báo 1% anh cắm sạc vào lên được thì ok, hoặc là anh em cắm vào nó lên tầm nửa pin như này thì yên tâm hơn, thì chúng ta sẽ không phải làm lại nữa. Thì bây giờ chúng ta sẽ tắt máy đi và dán cục pin vào là xong. Đó, anh em thấy rất đơn giản không? Đó, bây giờ chúng ta tắt máy đi nhá. Lại nhấc cái màn hình chúng ta ra. Đó, chúng ta lại nhẹ nhàng thôi, rất nhẹ nhàng thôi. Đó, mình nói anh em là rất nhẹ nhàng thôi nhá. Đó, tắt nhẹ nhàng thôi. Bây giờ chúng ta sẽ dán cục pin của mình vào. Đây, chúng ta sẽ lật lại cái mặt này. Và anh em nhìn lại cái keo pin nhá, chúng ta sẽ nhấc cái màu xanh lên trước như thế này. Nhấc màu xanh lên trước này. Chúng ta sẽ lật ngược lại như thế này. Chúng ta dán nhá, chúng ta dán thì khi chúng ta dán thì chúng ta lưu ý là cái mặt đen này nó khít đến cái mép của pin. Và nó cân đối thì nó sẽ đẹp. Tất nhiên như anh em bảo tôi chẳng cần đẹp, tôi dán là xong cũng được, chẳng sao cả. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ bóc cái mặt đằng trước này ra. Rồi, chúng ta dán như này nha. Dán vào như này nhá. Đó, vuốt lại các mép này cho cẩn thận này, vuốt lại đây cho cẩn thận này, vuốt lại đây cho cẩn thận này. Và sau đó chúng ta sẽ lột ra, lột nhẹ nhàng nhá, lột nhẹ không có nhấc cả keo đấy. Đó, như này. Ok. Và bây giờ chúng ta sẽ đặt lại cẩn thận thật là đúng vị trí nhá. Chân lệch phát là hỏng keo đấy. Để cái chân sạc vào, để cái chân kết nối socket vào trước như này. Đó. Và chúng ta ấn xuống nha. Ấn chân socket kia luôn. Và chúng ta để cục pin của chúng ta vào. Đó, anh em lại thấy không? Rất là cẩn thận nha. Ok, bắt ốc vào là xong. Ok, khi bắt ốc tất cả xong ấy thì anh em lại nhẹ nhàng nhá, anh em có thể nhìn ra mình kết nối như này này. Anh em để đúng vào khe như này. Và anh em nhẹ nhàng anh em bóp các phần vào như này. Đấy nhá. Đó, ok chưa? Chúng ta sẽ giữ tay vào đây. Để ốc vào. Anh em nhớ giữ tay vào bóp một chút nhá. Thì nó sẽ khít, rất là khít và đẹp luôn, nó không bị lủng bành. Lại dùng lại cái vít hình sao này. Và bạn nào. Ok, chúng ta đã hoàn thành bước thay pin. Và bây giờ mình lại mở nguồn lên và kiểm tra lại lần nữa pin. Thì nhiều chiếc máy mà anh em quên không tắt nguồn, anh em tháo ra đột ngột ấy, thì thường nó sẽ nháy ở những góc này. Nó nháy ở những góc này anh em nhé. Nó nháy màn hình ở những góc, ở những cái mép màn hình ấy. Nhưng mà cái vấn đề đấy anh em hoàn toàn yên tâm, anh em lắp vào và anh em sử dụng đợi khoảng, hoặc để không đến đợi khoảng 30 phút thì tự động những cái nháy nó sẽ hết, chứ hoàn toàn nó không vấn đề đâu, nên anh em cứ yên tâm. Và bây giờ chúng ta đã thay pin xong thì mình cũng nói lại một lần nữa là anh em nên cắm vào máy tính và kiểm tra lại xem tình trạng pin của anh em có ok hay không, và cái pin đấy có phải pin mới hay không. Pin mới tình trạng pin nó sẽ còn khoảng 99 đến 100%, và số lần sạc của nó sẽ là 0 hoặc là 1 lần anh em nhé. Và qua đây thì mình cũng khuyến cáo anh em là cái này mình làm clip để hướng dẫn những anh em mà chưa biết làm, có thể tự làm ở nhà. Nhưng mà mình cũng khuyến cáo anh em là anh em phải thật tự tin bản thân mình hãng làm. Chứ còn nếu anh em mà cảm thấy run tay thì anh em tốt nhất là anh em cầm cho thợ để mà chắc chắn nhất. Bởi vì là các bạn thợ ở ngoài các bạn làm thay pin anh em cũng không mất phí là quá là cao đâu. Nhiều khi anh em thay pin với cái mức giá pin EU này, hiện tại bên mình đã thay 300, hay là pin PCN là chúng ta sẽ thay mất khoảng 350 đến 400. Nhưng mà đấy là bao gồm cả công thay tất cả các thứ rồi. Thì anh em cứ qua cửa hàng để thay cho yên tâm. Còn nếu anh em nào chưa có đủ điều kiện hoặc em muốn tự bọc vạch thì em nên làm ở nhà. Nhưng mà cũng phải thật tự tin nha. Chứ mình không chịu trách nhiệm trong trường hợp anh em làm hỏng đâu nhá. Đó. Thì anh em xem clip mà anh em cảm thấy thiếu sót thì anh em cứ bổ sung, cứ comment ở bên dưới để bổ sung giúp mình. Anh em thấy hay thì anh em chia sẻ cho mọi người cùng xem nhá, mọi người cùng thực hiện. Và anh em cảm thấy thích kênh của mình anh em cứ subscribe để mình sẽ thường xuyên đưa những clip thủ thuật hướng dẫn cho anh em. Cảm ơn anh em xem clip nhá. Chào tạm biệt anh em và hẹn gặp lại.